À, xin chào các bạn trong cái video trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn về một cái bảng viết thông minh dành cho trẻ em thì đây là cái bảng viết thông minh à, các bạn có thể là dùng cái bút để chúng ta có thể viết vẽ xong đó chúng ta có thể xóa đi được luôn và cái bảng này thì tôi cũng đã mua cũng tương đối lâu rồi cũng được gần một năm và thấy nhóc nhà tôi dùng rất tốt mà bây giờ cũng rất bền nó rơi thường xuyên đấy nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì thứ hai nữa là nó dùng một cái cục pin pin cr232 này mà thấy tôi thấy chạy cũng lâu phết nó cũng chưa chưa có hiện tượng hết pin thì bây giờ hôm nay là tôi sẽ mở ra cho các anh em nhất là các anh em về điện tử xem ở bên trong xem nó có, có cấu tạo như nào nhé sau của nó nó sẽ có các cái ốc của nó thì chúng ta sẽ cần phải mở các cái ốc này ra chúng ta đã mở hết được các cái ốc của nó ra rồi Rồi chúng ta sẽ mở cái pin Lôi cái pin này ra đây. đây là cục đây là cục pin của nó này các bạn đây CR2032 tiếp theo chúng ta sẽ bậy các nó có các cái lẫy đây chúng ta sẽ bậy nó ra rồi sau khi mà chúng ta tháo được ra thì các bạn có thể nhìn thấy bên trong nội thất của cái màn hình thông minh này cái bằng viết thông minh này nó cũng hết sức đơn giản như này thôi thì nó bên trên nó sẽ gồm có một cái màn hình và ở phía dưới này nó có một cái bo mạch và linh kiện của nó hết sức đơn giản này thôi ở đây nó đang dùng một cái con này là con bốn chân gì đây. 9316 à. Đó. Ô, cái này mình chưa lắp pin vào này mà vẫn viết được này các bạn này. Viết tay này, viết bút của nó này, vẫn viết được này. Đó. Hay nhỉ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Đây nhá. chưa chưa có pin có nghĩa là mình cái này đang không không có điện này. Thì mà mình vẫn viết được. Nhưng mà tất nhiên là cái xóa này thì sẽ không xóa được thì ở đây các bạn có thể thấy là cái xóa này thì nó sẽ dùng pin đây tôi lắp pin vào tôi thử cho các bạn xem nhé đó. lắp pin vào cũng vẫn viết được nhưng nãy là mình chưa lắp pin cũng vẫn viết được đúng không bây giờ tôi sẽ xóa này đó thì lắp pin vào thì mình sẽ xóa được xóa này đó. bây giờ mình tháo pin ra này tháo pin ra vẫn viết được này nhưng mà không xóa được này thì như vậy các bạn có thể thấy ở đây rằng cái pin này nó chỉ mục đích là cung cấp cho cái mạch này để nó xóa xóa cái dữ liệu mà mình viết ở trên cái bảng này thôi còn lại cái pin này nó không có tác dụng là cung cấp để nó hiển thị thêm cái này thì ở đây các bạn có thể thấy cái nguyên lý hoạt động của cái bảng này thì thực chất của nó ở đây đây các bạn có nhìn thấy là cái màn hình này đây là cái màn của nó này các bạn có thể nhìn thấy nó rất mỏng đó thì nó gồm có khoảng ba cái lớp một cái lớp nền ở dưới và một cái lớp giữa là nó có các cái chất gọi là mình cứ gọi là cái chất phát quang này đi. Và cái lớp ở trên để nó bảo vệ và đồng thời nó sẽ cảm ứng cái lực tác động của mình. Khi mà cái lực của mình mình ấn xuống thì nó sẽ ép xuống cái lớp cảm ứng ở phía dưới và nó sẽ hiển thị gần như là nó sẽ dính cái lớp cảm ứng lên cái mặt phía trên nó sẽ hiển thị lên. Đó, các bạn nhìn thế. Còn nếu như mình mình vuốt nhẹ như này thì nó sẽ không này mà chúng ta, ta sẽ vút mạnh này Đó. Đấy, hoặc là dùng cái đầu ngón tay thì cái lực của nó nó sẽ ép xuống Đó. Đấy, thì nó nó sẽ sẽ gần nó sẽ hút cái cái chất cảm ứng lên nó sẽ hiển thị Đấy, thì cái nguyên lý hoạt động của cái màn hình à, thông minh là như vậy thôi nó hết sức đơn giản đây cũng giống như có một cái màn hình cái bảng viết cho trẻ em mà nó Hoạt động theo cái kiểu hút nam châm, mà nó dùng cơ, nó không dùng điện tử. Mà các bạn có thể mua cho con em. Khi mà chúng ta dùng cái bút, để đầu cái bút nó hơi có cái từ. Khi mà chúng ta viết lên đây, đó, viết lên đây thì cái, cái từ nó sẽ hút những cái mạng cái cái mạt màu đen ấy. đấy. Nó cũng là cái màu đen, nó cũng dạng từ nó hút lên thì nó sẽ hiển thị lên cái này. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái gạt ngang như này, chúng ta sẽ xóa đi, thì là nó sẽ hết thì thực tế cái màn hình này nó thông minh hơn và nó tiện lợi hơn đó là nó không dùng cái đấy mà chúng ta thứ hai nữa là cái nét của của cái màn hình này nó sẽ mịn hơn là so với cái nét kia và đồng thời là chúng ta có thể xóa rất tiện lợi bằng cách là chúng ta chỉ cần nhấn một nút thôi ở đây thì chúng ta cấp pin này đó. đây ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái bo mạch này nó sẽ kết nối với cái màn hình này bằng hai cái điện cực đây nó chỉ có mỗi hai cái điện cực này thôi thì uh, hai cái cực này có cái mục đích là nó cấp một cái điện áp hay một cái xung điện vào toàn bộ cái màn hình này để nó hút toàn bộ những cái mà cái cảm ứng Đấy, những cái cái chất mà phát quang này cái chất cảm ứng này nó hút ngược từ cái bề mặt phía trên nó hút xuống dưới thì nó sẽ mất đi đó các bạn nhìn thấy không? Đây, khi mình nhấn này nó sẽ hút nó mất đi đó. Đấy, còn khi mà chúng ta vẽ như này thì là cái mặt ở trên cái cái tấm lớp ở phía trên ép xuống lớp ở dưới đồng thời nó hút cái 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 chất phần cái chất quang này lên Đấy, hiển thị này lên này. đó như vậy là ở đây các bạn có thể nhìn thấy này lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là cái bảng này sẽ dùng pin khi mà chúng ta cho pin vào thì nó hiển thị và một thời gian thì nó sẽ hết. thế nhưng mà thực tế nó không phải vậy. pin này mục đích chỉ là dùng xóa thôi. nên chính vì thế là mình mua rất lâu rồi à, và dùng cũng rất nhiều. thế nhưng mà tại sao không hết một kể cả nhưng mà mình cứ vẽ đầy như này mình để cả hơn ngày, à, có khi mấy ngày bởi vì quên. À, thế nhưng mà cũng không thấy hết pin nhanh cả. À, thì hóa ra là cái bảng này sẽ không dùng pin các bạn nhá không dùng pin các bạn dùng thoải mái. cái hai nữa là cái màn hình này cái màn hình này nó là cái dạng màn hình gần như là cũng dẻo dẻo này, đó. mình có thể uốn này nó không bị ảnh hưởng gì đập đập cái thứ cũng không vấn đề gì, đó nên là nhóc người, người tôi ấy, uh, rơi vỡ cũng rất nhiều, à, làm rơi ấy, cũng là rất nhiều, thế nhưng mà cũng không không bị uh, vỡ gì cả và cái hai là cái hai cái điện cực này nó chỉ có mỗi hai cái đầu điện cực này thôi nó không giống như màn lcd nếu như mà màn lcd ấy, nó sẽ có rất nhiều cái cái cái, cái, địa, cái, cái dây điện nhỏ li ti nó, nó kết nối giữa bo mạch với cái màn hình ấy nó chỉ cần đứt một tí thôi là coi như là vứt cái màn lcd luôn thế nhưng mà cái màn này mục đích của hai cái điện cực này thì nó to đùng như này như ngón tay như này đó thì là nó chỉ là mục đích xóa thôi nên là cái độ bền của cái này tôi thấy nó rất cao cũng rất đáng mua với cái tầm tiền khoảng tầm vài trăm thì bỏ ra mà mua cho con mình học Có khi học vài năm cũng rất thoải mái, không vấn đề gì cả à, Rất bền này các bạn này Và cái pin này chỉ dùng được mục đích để xóa thôi Thì các bạn có thể là dùng thoải mái Đó. Dùng thoải mái, có khi mấy năm mới hết pin một lần Và tôi thay cái pin này nếu mình mua lẻ thì có khoảng tầm 10.000 thôi nha Còn nếu mà mua nhiều thì có mấy nghìn một 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 cục Đấy, các bạn có thể xem cấu tạo hết sức đơn giản độ bền cao tiện dụng và rất đáng mua cho con em mình học thì bây giờ thì tôi cũng mở ra cho các bạn xem cái nội thất bên trong của cái bảng viết thông minh à, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của của tôi và mong các bạn ủng hộ video của tôi bằng cách là nhấn chuông đăng ký và like share để nhận được nhiều cái video mới hơn cảm ơn các bạn